Năm luật thuế được Bộ Tài chính vào tháng 8 năm ngoái đề xuất sửa cùng một lúc gồm luật thuế giá trị gia tăng VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai giải thích mục tiêu nhằm cơ cấu lại nguồn thu cho ngân sách. Bà cũng khẳng định tăng thuế VAT ít tác động đến người nghèo. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Giá cho rằng còn hiện nay về VAT có quan hệ đến người nghèo như thế nào ấy thì cái này cũng đang còn nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Ví dụ như là cái người ta chưa hiểu rõ thế nào là VAT, đúng không? VAT thực chất là mình thức thuế lũy thoái. Lũy thoái có nghĩa là anh càng nghèo thì càng chịu nhiều cao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long cũng cho biết, trong hệ thống thuế lũy thoái, thuế suất trung bình của người thu nhập cao sẽ nhỏ hơn so với người thu nhập thấp. Đến đầu năm 2018, Bộ Tài chính lại thay đổi và đề xuất sửa đổi 6 luật thuế, gồm 5 luật thuế nêu trên và sửa đổi thêm thuế xuất nhập khẩu, đồng thời đề xuất ban hành thêm thuế tài sản. Tại hội thảo, đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, gọi tắt là VEPR, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Các chuyên gia thuộc VEPR cho rằng, nếu tăng thuế VAT lên 12%, Việt Nam sẽ có thêm 240.000 người nghèo. Cùng thời điểm này, Bộ Tài chính cũng quyết định tạm thời sẽ không tăng thuế VAT lên 12% như dự kiến, mà vẫn giữ ở mức 10%. Tuy nhiên, các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất từ 0 đến 5% sẽ bị cơ cấu lại và có thể sẽ phải chịu thuế suất 10%. Có mặt tại buổi hội thảo đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế và phúc lợi hộ gia đình, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho Đài Á Châu Tự Do biết. Bộ Tài chính thì đã có nói là hiện nay thì là tạm thời không có xem xét là tăng thuế VAT. Thế nhưng mà Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thì có sử dụng mô hình tính toán và cho thấy là nếu mà tăng lên thì cái tỷ lệ người nghèo phải chi thêm so với lại tổng số chi của người nghèo thì nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái tỷ lệ tăng chi của người giàu so với tổng số chi của người giàu. Và vì vậy cho nên là họ đối chiếu với lại những các cái thu nhập của những các cái người nghèo nhất thì họ đi đến một cái dự báo là cái số người nghèo sẽ tăng lên bằng chừng ấy ngàn người. Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, đây là điều báo động trước để các cơ quan nghiên cứu chính sách trước khi ban hành cần phải có sự tính toán và nghiên cứu một cách thấu đáo, chứ không nên thấy cần thu là cứ thu. Ông cũng cho rằng đây là một căn cứ rất cần được tham khảo một cách nghiêm túc. Trong 6 luật thuế mà Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên. Một số lãnh đạo chính phủ tuyên bố là vì muốn lo cho sức khỏe của dân nên mới tăng những loại thuế như thuế nước ngọt, rượu bia, thuế thuốc lá, thuế xăng dầu, v.v. Liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết. Ví dụ như bây giờ tăng thuế về nước ngọt, nước uống có ga, thuốc lá, rượu bia thì rõ ràng là sẽ làm giảm cái số người là sử dụng các cái mặt hàng đó và sẽ làm giảm cái nguy cơ là bị mắc bệnh trong khi sử dụng thuốc lá hay là uống rượu bia. Theo tôi đấy là một cái điều thực sự là hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, người được Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp mời tham gia thẩm định việc sửa đổi 6 luật thuế này, cho rằng thuế thuốc lá thì nên đánh vì nó hại sức khỏe rất rõ ràng và các nước cũng vậy. Ông đưa ra ý kiến. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt đang định lên là 10%. Bộ Tài chính có nêu rằng tại sao phải đưa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước ngọt lên 10% với ba mục tiêu. Thứ nhất là gì? Để hướng dẫn người tiêu dùng một cách hợp lý. Cái thứ hai là theo thông lệ quốc tế. Và vấn đề thứ ba là tăng nguồn thu ngân sách. Thì cả ba cái mục tiêu đó đưa ra thì chưa thuyết phục. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, hướng dẫn người tiêu dùng thì không nhất thiết phải dùng công cụ thuế mà có thể dán nhãn mác hoặc tuyên truyền giáo dục. Ông nói tiếp. Việt Nam có phải béo phì, tiểu đường là do nước ngọt hay không? Thế thì theo cái Tổng hội Y học Việt Nam và cái số liệu tài liệu người ta báo cáo năm 2017 thì người ta cho rằng
cái việc thừa cân béo phì tiểu đường của Việt Nam do ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ăn nhiều những thức ăn động vật quá. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái lối sống không khoa học, không hợp lý. Cái nguyên nhân thứ ba là sử dụng quá nhiều rượu bia. Chứ chưa có một cái chứng minh nào để chứng minh rằng nước ngọt là tác động đến người Việt Nam. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bộ chi ngân sách và nợ công của Việt Nam đang ở mức cao, đang là một vấn đề rất là căng thẳng trong nền kinh tế. Ông giải thích. Hiện nay Việt Nam chi đến 71% tổng số chi là cho chi thường xuyên, tức là để nuôi cái bộ máy này. 24,5% là để chi cho trả nợ. Và cái số còn lại để chi cho đầu tư thì quá ít. Vì vậy cho nên là nhà nước phải tiếp tục vay nợ thêm để trang trải cái đầu tư. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long đưa ra ví dụ ở các nước châu Âu. Nếu lạm phát trên 3% mà nợ công trên 60% là báo động đèn đỏ. Ông so sánh với tình hình Việt Nam hiện nay. Nhưng Việt Nam với trần nợ công là 65%, mà cái lạm phát thì thường xuyên là cũng tăng cao, và cái thứ hai bộ chi ngân sách thì cũng luôn luôn là tăng cao có 5-6%. Thế thì xu hướng là sẽ giảm tới cái bộ chi ngân sách xuống là gần 4%, 3,5-3,7%. Nhưng mà cái khả năng đó là khó. Thế thì hiện nay là trong bối cảnh hiện nay thì cái Việt Nam là coi như ngân sách luôn mất cân đối, nợ công luôn tăng cao. Chủ trương của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị, là cái cơ quan đầu não đưa ra những thứ phương hướng, thì cho rằng trong quá trình mất cơ đối ngân sách như thế, ông phải tái cơ cấu ngân sách. Tái cơ cấu ngân sách thì tái cơ cấu cả thu và tái cơ cấu cả chi, chứ không phải ông chỉ tái cơ cấu thu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, ngoài tái cơ cấu thu chi, còn phải sử dụng ngân sách nghiêm minh, chống thất thoát, chống tham nhũng, chống lãng phí. Theo ông, tư duy của Bộ Tài chính là sửa đổi 6 luật thuế, là để tăng thuế, để tăng thu ngân sách, là nhìn nhận một cách phiến diện. Thưa quý vị, hiện nay dĩ nhiên là những cuộc biểu tình tại Việt Nam, người dân vẫn tiếp tục và vẫn đông đảo như vậy, và người dân Việt Nam bây giờ họ hiểu rằng nếu mà không tiếp tục như vậy thì chỉ có chết thôi, tại vì con đường, đây là một con đường cuối cùng mà chúng ta phải làm. Và thưa quý vị, cái bản tin này quý vị sẽ nhìn thấy lẫn lộn trong cái cuộc biểu tình đó, có thể là không mặc áo xanh, không hoặc là không mặc những cái, như là mặc giả dạng thường dân đi chăng nữa, thì cái vòng tay đó chính là cái điểm để mình nhận diện, để cho người dân có thể nhận diện ra đó là những bọn giả dạng giả hình thôi. Thì nếu quý vị có phương tiện mà có thể thông báo cho người Việt Nam biết thì chúng ta hãy cho họ biết là nó đeo những cái sợi dây đỏ như vậy đó. Rồi tiếp đến là trong khi mà nếu mà có bài viết, bài đọc thì xin mang kỹ thuật chiếu cho cái đoạn, những đoạn phim biểu tình như đoạn cái video số 451. Và bây giờ thì Phương Thanh nói một cái đoạn tin lý do phải có luật đặc khu. Và thưa quý vị, cái bản tin này mình viết tại sao, đây là ở trong cái Facebook của Nguyễn Hữu Vinh. Một nguồn tin khả tín cho biết, từ lâu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ tiền để mua hàng ngàn lô đất ở các đặc khu để đi tắt đón đầu việc thông qua luật đặc khu. Riêng ở Phú Quốc đã có 500 lô đất được mua bằng tiền của Nguyễn Thị Kim Ngân. Đất được mua bởi tên những người khác, trong đó có người tên là Ngọc Huyền ở Đà Nẵng, là người đi mua đất cho Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngọc Huyền là cô gái độc thân, cháu ruột của một chị em kết nghĩa của Kim Ngân. Thế mới hiểu vì sao Nguyễn Thị Kim Ngân thúc giục thông qua luật đặc khu. Như vậy, ngoài hành động bán nước thì có mục đích vinh thân phì gia, cũng như khi quan chức nhà nước đã mua quá nhiều đất Hà Tây thì phải bằng mọi cách thông qua việc mở rộng Hà Nội. Hơn nữa, chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã tuyên bố một đồng rót vào đặc khu kinh tế hút về hàng chục, hàng trăm đồng. Điều này có thể hiểu, chỉ cần bỏ ra 1 triệu tiền mua đất trước thì Kim Ngân sẽ thu về hàng trăm triệu. Đừng ngạc nhiên hỏi tiền đâu ra để những người như bà Ngân mua số lượng đất khổng lồ đó. Trong trường hợp không có luật đặc khu thì bà Ngân sẽ vỡ mặt vì vấn đề này. Và thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái cảnh mà những người dân họ biểu tình. Và đây là cái phim này là hồi sáng nay Phương Thanh nhận được, lúc đó buổi sáng là họ phát live ở trên những cái cơ quan truyền thông và trên internet, ở trên Facebook. Quý vị thấy là đây, không biết bây giờ cái luật biểu tình mới, cái cách biểu tình mới của những người dân là họ biểu tình bằng xe, và họ đến tất cả những cái chỗ nào mà những cái ngã tư hoặc là đông xe nhất, và họ đi bằng xe như vậy để cho công an khó có thể bắt bớ và đánh đập. Họ không có mang khẩu hiệu, không có mang cờ, không mang gì cả, nhưng mà họ sẽ cho mọi người biết là cái
cái chỗ đó là địa điểm nào, lúc mà khi mà đông rồi mà nghẹt rồi không còn có thể đi được nữa, thì lúc đó mới cho biết là chỉ để cho thế giới biết, cho các cơ quan truyền thông quốc tế họ cũng biết được là họ đang biểu tình để mà phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ nó đúng ra cái khó nó ló cái khôn, cho nên họ đã tự bảo nhau và để tránh tai mắt của tụi công an. Tại vì quý vị cũng biết là chúng ta ở đây chỉ xem qua những cái đoạn video thôi, nhưng mà ngay ở trên thực tế, ngay ở trong hiện trường thì mình thấy có rất nhiều người dân đã bị đánh tàn nhẫn dã man, có thể có những sinh mạng bị chết rồi. Bây giờ có người đưa tin lên là bị chết và có người thì nói là vẫn chưa chết, mình không thể biết được. Và khi mà gặp cái bọn này là nó đánh cho không còn đường để mà có thể nhảy vào mà cứu nhau thì cũng đã thân tàn ma dại rồi. Và thưa quý vị, máu đổ thịt rơi như vậy chúng ta thấy rất đau lòng, nhưng mà người dân họ không sợ nữa, tại vì họ kỳ này là nhất quyết, bởi vì chỉ còn một con đường để có thể cứu sống đất nước bây giờ, cứu sống những mạng sống. Chẳng họ nghĩ rằng sau này nếu như mà đất nước mình mà lọt vào tay của bọn Trung Cộng thì còn thê thảm và còn tàn nhẫn hơn nhiều. Nhìn cái gương của Tây Tạng với lại Mông Cổ bây giờ chúng ta thấy đó. Và thưa quý vị, chúng ta Phương Thanh gửi đến quý vị một cái bản tin đặc khu đã được bán như thế nào. Xin mời quý vị nghe. Bài viết này của một tác giả tên là Việt Trinh. Trên thực tế, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam quyết định cách đây 4 năm rồi. Nay Quốc hội các nghị gật bỏ phiếu chỉ còn là hình thức, chắc chắn rồi sẽ được thông qua. Nhìn chung, Trung Cộng và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đều là người thắng, còn lại kẻ thua thiệt chính là ba đời dân Việt Nam. Trung Cộng sẽ chi ra 1.600 triệu tỷ Việt Nam, tức là khoảng 74.7 tỷ Mỹ Kim, trả công bán nước cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam 2.9 triệu tỷ, tức là 13.1 tỷ Mỹ Kim. Phần Nguyễn Phú Trọng sẽ nhận 3 tỷ đô la, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân mỗi người được chia khoảng 2 tỷ đô la, còn lại khoảng 6.1 tỷ đô la chia đều cho những người còn lại trong Bộ Chính trị. Trung Cộng sẽ đầu tư số tiền 1.5 triệu tỷ Việt Nam vào mỗi đặc khu, gồm nhiều casino lớn, khu nghỉ mát, khách sạn sẽ lên tới nhiều ngàn phòng. Về hành chính, trên nguyên tắc, chính quyền đặc khu sẽ do Cộng sản Việt Nam lựa chọn, nhưng trên thực tế, trong những tô giới này sẽ do Trung Cộng cai quản. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đứng ngoài nhìn vào. Đặc khu là khu vực làm tiền của casino, hotel, resort, mà theo điều khoản đã được quy định thì người Trung Cộng vào đặc khu sẽ được miễn visa. Mỗi đặc khu có hàng ngàn khách sạn trá hình sẽ được xây để ở lâu dài, mỗi căn tối thiểu chứa được 3 người, họ có quyền ở 99 năm, tức là 3 đời của chúng nó. Thí dụ nếu mỗi nơi họ xây 5.000 khách sạn trá hình, thì chắc chắn sẽ có khoảng 50.000 di dân của Trung Cộng mượn tiếng vào ở đặc khu để nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam. Song song với những chuyện đó, Trung Cộng cũng sẽ có cả 100 doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa vào kinh doanh ở những đặc khu này để di dân của họ có hình thức công nhân được thuê vào làm việc. Đặc khu sẽ xây dựng các khu vực ăn chơi giống như Thượng Hải và Macau. Chắc chắn người Việt sẽ vào các casino này để đỏ đen bài bạc, làm giàu cho Trung Cộng. Các cô gái Việt sẽ vào làm việc cho những khu ăn chơi, từ đó sự băng hoại kỷ cương, luân thường đạo lý ảnh hưởng lớn tới xã hội Việt Nam, làm sao mà tránh khỏi được. Kế đến phải kể đến vấn nạn Trung Cộng lợi dụng các đặc khu này để di dân. Các thanh niên của Trung Cộng sau thời gian ở lâu dài sẽ lấy gái Việt Nam, rồi ở lại lấn chiếm thêm các vùng lân cận. Chúng ta thử tưởng tượng sau 99 năm, tức là khoảng 3 thế hệ, thì Việt Nam sẽ bị đồng hóa đến cỡ nào. Lợi tức thâu vào cho Việt Nam theo hiệp ước, năm đầu tiền lời casino sẽ chia cho Cộng sản Việt Nam là 18%, và sau 5 năm chỉ còn lại 10%. Số tiền này chỉ đủ cho các quan chức trong Bộ Chính trị Đảng ta ăn nhậu phè phỡn mà thôi. Vị thế chiến lược của các đặc khu, thứ nhất là Vân Đồn, đọc lại lịch sử Việt Nam 1278-1287, dưới thời vua Trần Nhân Tông, giặc Tàu gồm Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lương Văn Hổ mang hơn 50 vạn binh sang đánh Việt Nam. Chúng tiến quân đánh đâu thắng đó vào tới tận Thăng Long. Tướng Trần Khánh Dư sau khi thua tại trận Bạch Đằng không nản chí, ông đã chuyển quân tới phục kích đoàn lương thực của Lương Văn Hổ qua bến Vân Đồn, vì ông đã nhìn được địa thế chiến lược quan trọng của Vân Đồn và ông đã chiến thắng vẻ vang. Chiến thắng Vân Đồn đã làm tinh thần của địch hoang mang, từ đó mở màn cho những thất bại sau này của địch quân. Thứ hai, Bắc Vân Phong. Nhìn vào bản đồ Việt Nam, chúng ta thấy vị thế chiến lược của Bắc Vân Phong cũng khá nổi bật, nằm ở vị thế xương sống của nước Việt. Trung Cộng đã nắm được, bắt được Vân Đồn và Phú Quốc là cái đầu và chân của Việt Nam rồi. Để vững tâm hơn cho việc thống trị, đồng hóa, tại sao không nắm lấy cái lưng Bắc Vân Phong?
Phú Quốc. Ngoài vấn đề phì nhiêu màu mỡ, đây còn là một hòn đảo có vị thế chiến lược nằm ngay cửa ra vào của vịnh Thái Lan. Thật quan trọng vì nó nằm ngay trục lộ quan sát của ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Thời Việt Nam Cộng Hòa, nơi đây đặt một trong những bộ tư lệnh vùng duyên hải với nhiều chiến hạm luôn được túc trực tuần tra giữ an ninh phía Nam. Sau năm 1975, Việt Cộng vẫn giữ những căn cứ hải quân tại đây, thấy họ có nâng cấp lớn hơn nhưng không rõ họ hoạt động như thế nào. Chúng ta hãy nhìn vào tình trạng Hoàng Sa và Trường Sa hiện nay. Trung Cộng lật lọng đã không giữ lời. Họ đang ngang nhiên quân sự hóa các đảo này, làm rối loạn hoang mang không những cho các nước trong khu vực mà cho cả Hoa Kỳ nữa. Các đặc khu rồi cũng vậy. Họ sẽ tạo căn cứ quân sự, các hoạt động tình báo trá hình, thật là nguy hại tới nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ai cũng nhìn ra, chỉ có bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đồng tiền che mắt nên đã hóa thành mù lòa làm ngơ. Và thưa quý vị, những điều này tất cả mọi người ai cũng đều hiểu. Chúng ta nhắc lại ở đây để cho thế chúng ta thấy là cái tình hình của đất nước Việt Nam bây giờ nó phải nói là nó rối loạn lắm rồi. Nó không còn, tất cả đất nước của chúng ta bây giờ cho dù là nó có thông qua cái luật đặc khu hay không thì nó cũng đã vào tay Trung Cộng rồi. Thưa quý vị, hiện nay nghe nói là ở Phú Quốc á, là tụi Trung Cộng nó thả, nó đem rất nhiều những cái tên thanh niên của Trung Cộng vào Phú Quốc rồi. Nó làm mưa làm gió ở đó, đất ở đó lên, nghĩa là lên đến nỗi mà không thể nào qua có thể đụng vào được, và nó đụng vào là cháy xém người luôn. Rồi còn Vân Đồn, tuy là đặc luật đặc khu chưa thông qua nhưng mà nó đã xây dựng và nó làm lại hết tất cả, tức là ba cái khu vực mà nó dùng làm đặc khu đó hiện nay nó đã thay đổi, thay ra đổi thịt hết rồi. Nó làm để cho nó giống bọn Trung Cộng và nó bắt đầu nó xây, nó không cần biết, và nó cứ thế là đàn áp dân thôi. Người dân bây giờ cứ lây lất và cứ tranh đấu trong tuyệt vọng như vậy. Chúng ta cảm thấy đau lòng khi nói đến chuyện này, cái bọn bán nước này. Thử hỏi quý vị là nó bán đất nước của chúng ta như thế thì làm sao? Tiền thì nó hưởng thôi, người dân không có bao giờ mà được đồng nào. Mai mốt chúng ta thấy xem, cái tình trạng mà không thấy thế nhục nhã nhất mà tệ hại nhất, không kể đến những cái cảnh mà nó đàn áp, nó giết chóc dân chúng. Nguyên cái tình trạng mà kể là những gái Việt Nam bây giờ mà đi cứ vào những cái đặc khu này mà đi làm gái cho nó, làm gọi là nhục nhã như vậy thì thật là phải nói là nó không còn nước nào để nói nữa. Và cái mai mốt mà sanh con cho bọn tàu này thì nó đâu có cần phải gì, chỉ một 99 năm thì nó dư sức để mà có thể biến những cái nước Việt Nam của mình thành bọn tàu hết rồi. Rồi quý vị biết là người Việt Nam của mình với trình độ dân trí, phải nói là mình phải có những người, tại vì mình bây giờ không thể nào trách họ được, tại họ đói khổ quá, nghèo đói quá và phải làm những cái việc không muốn làm để mà cuộc sống được tồn tại, thì họ lại đi theo tụi nó, lại dùng tiền của Trung Cộng, tất cả mọi thứ đều theo nó và lệ thuộc vào nó bằng những cái vấn đề về kinh tế, về vấn đề mà muốn làm giàu, rồi những cái tên mà Việt gian nó sẽ làm nhiều cách để mà hại dân, để mà theo cái bọn tàu đó. Chúng ta thấy chết chắc. Mình mỗi lần nói tới như này, mỗi bản tin đưa cho quý vị, bây giờ quý vị thấy dân chúng cứ làm như thế, nó cứ mặc nhiên như vậy. Hoàng Sa, Trường Sa thì bây giờ Biển Đông càng ngày nó càng lấn chiếm. Có rất nhiều người còn cứ hy vọng là Mỹ sẽ giúp, rồi Mỹ, họ nói là Mỹ đã bỏ tiền vào Việt Nam rất nhiều rồi. Và nhưng mà chúng ta có thể tin được không? Tại vì những nước khác họ cũng vì quyền lợi của họ thôi, chúng ta không dám trông cậy gì cả. Chúng ta thấy những nước nhỏ chung quanh của mình như là Campuchia, như là những nơi mà đã có những đặc khu của Trung Cộng, hiện nay là Cambodia, là dân chúng đã thê thảm. Các đặc khu của nó, không dân Campuchia không hề dám bén mảng tới, và họ, những người dân của bản xứ đó, họ không còn việc làm, họ đã bị ăn chặn, họ đã bị, phải nói là bị ức hiếp rồi. Thì những cái gương đó là chúng ta nhìn thấy rồi, thê thảm lắm. Và Phương Thanh rất buồn, ngày hôm nay cũng có nói chuyện với một số bạn, khi mà mình cảm thấy mình xúc động thì họ nói tại sao lại phải như vậy, lo gì mình ở đây được. Phương Thanh thất vọng và không nói chuyện nữa. Cái điều đó quý vị thấy, nói để quý vị biết là đau lòng lắm. Không phải là ai cũng còn nghĩ đến đất nước, ai cũng còn nghĩ đến quê hương Việt Nam, giống như là những người Phương Thanh phải vinh danh những người họ đang biểu tình, đang chiến đấu ở Việt Nam. Họ là những người mà thật phải nói trực diện với tất cả những cái nạn đau khổ như vậy đó.